Xin chào tất cả các bạn nha. Tiếp tục video này mình giới thiệu cho bạn tham gia một chương trình lead and earn từ sàn Binance dưới CoinMarketCap các bạn. Thì để tham gia giá hôm nay các bạn click phần link mô tả dưới video mình. Nhiệm vụ đầu tiên các bạn join trên group kênh seller nha các bạn. Join hết tất cả các trang mạng xã hội nữa. Tiếp tục follow tại Twitter các bạn. Rồi sau đó các bạn nhấp vào một liquid nè. Rồi các bạn copy các bạn. Rồi. Các bạn dán vào CoinMarketCap nè. Dán vào Chrome nè các bạn. Sau khi các bạn click phần link này mình đã chữ lỗi 502 thì các bạn lock lại trang các bạn vì trong web này hơi nặng. Rồi các bạn bấm start nè các bạn. Rồi các bạn nhấp giao thu không phải là người máy nè. Rồi các bạn bấm tiếp nè. Rồi các bạn chấp nhận điều khoản và ID with the CoinMarketCap nè, bấm set nè. Thì các bạn cần phải có một cái tài khoản trên sàn trên trang CoinMarketCap các bạn. Rồi các bạn điền email các bạn đã đăng ký trên CoinMarketCap vào nè, bấm next nè. Tiếp tục thì các bạn cần phải có một cái tài khoản trên sàn Binance nữa các bạn và KYC các bạn. Rồi các bạn nhập vào avatar của mình, các bạn copy UID trên sàn Binance nè. Sau này tôi cần nó trả về sàn Binance nha các bạn. Bạn dán vào đây nè. Rồi bấm next nè. Thì đáp án mình có để phần link mô tả dưới video cho các bạn đó. Câu số 1 là đáp án B nè các bạn. Rồi câu số 2 thì ok. Rồi câu số 3 là các bạn cứ dựa vào các bạn ấy các bạn. Add up the book. Câu số 4 là exchange forecast. Này rất là dễ nha các bạn. Câu số 5 là Ray Black Data Ownership. Ray Black Data Ownership. Rồi tiếp tục thì What is follow protocol. Làm dịch nha các bạn. Rồi cái dòng này thì các bạn điền giúp mình là cái chữ for nha các bạn. For. Để mình coi lại cho chính xác các bạn. FOL nha các bạn. Các bạn điền mình FOL. Coi có chính xác không các bạn. For xong xuôi bấm tiếp. Tiếp tục gửi địa chỉ với RC20 trên YouTube Wallet của các bạn vào nha các bạn. Rồi các bạn trở về Vinh Phong, các bạn dán vào đây nha các bạn. Rồi các bạn bấm next. Sau đó các bạn up to wallet. Thì các bạn nhập vào cái link up to wallet nè các bạn. Các bạn tìm token của nó các bạn. Ok không có thì các bạn nhập vào các bạn. Các bạn nhập vào link thứ hai nữa các bạn. Không có luôn. Rồi các bạn nhấp vào link trên nha các bạn. Các bạn tìm chữ FOL nha các bạn. FOL gì đâu tên nhiều với ta. Đồng post là mình ai gấp con nào ta. Các bạn gõ chữ FOL nó ra chữ là follow protocol nè các bạn. Bạn nhấp vào trang này nha mà. Rồi sau đó bạn vào up to wallet nè. Rồi sau đó bạn nhấp ba canh cùng nè. Các bạn bấm vào wallet tiếp nè các bạn. Các bạn chờ xíu các bạn. Sau đó thì các bạn bấm vào mục sell nè các bạn. Rồi các bạn mở ra nha các bạn. Rồi các bạn copy nè. Copy trang CoinMarketCap của mình nè. Rồi các bạn bắt đập các bạn dán vào đây nè các bạn. Rồi sau đó các bạn bấm. Các bạn chuyển qua tiếng Anh nha các bạn, để chuyển qua tiếng Việt nó lỗi nha các bạn. Rồi, các bạn bấm submit nè. Các bạn chạy chút xíu nữa các bạn. Nhìn đi. Mạng nó hơi lag. Mạng bằng các bạn lót chỉnh, lót nhanh thì các bạn gỡ cái là xong. Rồi các bạn nhấp vào tôi không phải là người máy nha các bạn. Sau đó các bạn bấm submit form nè các bạn. Sau khi bấm submit rồi để chữ thánh kêu là xong các bạn. Ok vậy video mình đã hướng dẫn các bạn nhận 10 đô token phone đến đây kết thúc các bạn. Vậy mình sẽ việc bạn hẹn tất cả các bạn trong những video clip tiếp theo của mình nha.